Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng. Kính bạch quý ngài, xin quý ngài cho chúng con đôi dòng hoài niệm về người mẹ của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa mẹ, người đã cho con cuộc sống này, và hôm nay nhân mùa báo hiếu Vu Lan, cho con được gửi lời tri ân đến mẹ, người đã cho con tấm hình hài này, cũng như tất cả bao nhiêu người khác. Thì cũng gần đến ngày sinh nhật của con, và tất cả các bạn đều gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con. Nhưng những lời chúc mừng đó con đều gửi đến mẹ và tri ân đến người đã cho con ngày sinh nhật. Như bao người khác, sinh nhật thì tổ chức tiệc, ăn uống, bạn bè, nhưng lúc nào con cũng nghĩ tới mẹ, vì ngày sinh nhật là ngày mà mẹ đau khổ nhất, mang nặng, đẻ đau, và cho con có một cái ngày sinh nhật mà mọi người thường hay chúc mừng. Ngày Happy Birthday là ngày vui vẻ nhất, ai cũng nâng ly để chúc mừng với nhau, nhưng họ không nghĩ tới ngày đó có một người phụ nữ rất là chịu đau để cho ra đời một đứa bé. Và hôm nay con cũng vậy, con có được ngày hôm nay và con có được ngày sinh nhật mà các bạn chúc mừng. Con xin cảm ơn mẹ và cho con được nói lời là con yêu mẹ. Và con rất là hạnh phúc vì con còn có mẹ. Và mỗi khi con đi Phật sự về tới chùa thì có hình bóng mẹ ở trong chùa, con rất là vui. Mẹ đã thay con chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi, mẹ đã dành hết tình thương cho những đứa nhỏ, cũng như mẹ đã dành tình thương cho con. Và sắp con xin cảm ơn mẹ và con yêu mẹ nhiều lắm, vì mẹ đã trở về chùa Khánh Long gánh vác một phần nào đó phụ với con. Con xin chân thành cảm ơn mẹ. Và hôm nay con có một đóa hoa, con xin dâng lên mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kiền thỉnh Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, viện chủ chùa Trường Sanh, ban đạo từ chứng minh cho buổi lễ cúng dường ngày hôm nay. Chúng con kiền thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Khánh Long Đường Thượng Giác Linh Chư Vị Tiền Bối Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Phước Lâm Đường Thượng Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Trí Mật Thùy Chứng Giáo. Cung bạch nhị vị Hòa Thượng Chứng Minh Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thị xã Cai Lậy. Cung bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng và nhị bộ trụ trì các tự viện, và kính thưa đại chúng cũng như Phật tử có mặt nơi Pháp hội Vu Lan tại đạo tràng chùa Khánh Long. Sáng nay ngày mùng 3 tháng 8 năm Kỷ Hợi, kính thưa đại đức trụ trì và tăng chúng, cũng khá lâu chúng tôi chưa trở lại với ngôi chùa Khánh Long để cùng tham dự các pháp hội như thế này. Hôm nay trở về đây, mặc dù tiết Vu Lan đã đi qua, nhưng ý nghĩa hiếu ân thủy chung, ý nghĩa của Vu Lan vẫn còn động lại nơi đây. Sáng nay Thầy trụ trì đã cung thỉnh Đại Tăng
báo với Phật tử để cùng về tổ chức cái pháp hội Vu Lan. Tuy nó hơi muộn nhưng rất là đầy đủ ý nghĩa. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trước hết là chúng tôi muốn nhân pháp hội này tán thán công đức vì đạo hy sinh của Đại Đức trụ trì. Có thể nói rằng ngày hôm nay về chùa Khánh Long tại nơi đạo tràng này, với sự chứng minh tôn quý của chư tôn đức tăng, một cái cơ sở tuy không hùng vĩ nhưng rất là ấm cúng, rất là trang nghiêm, từ Phật điện cho đến tổ đường. Nhớ lại cái thuở ban đầu khi mới về đây, cứ mỗi lần lũ đến là mỗi lần Thầy trụ trì giọt vắng giọt dài than thở, bởi vì nơi đây nằm trong vùng rốn lũ. Rồi ngày qua tháng lại chịu thương chịu khó vô vàng để mà xây dựng Tam Bảo. Ngày hôm nay được như vậy, giáo hội rất lấy làm hoan hỷ và tán thán. Đặc biệt tán thán ở đây là Đại Đức cũng cố gắng hết sức để biến ngôi chùa Khánh Long là nơi tiếp tăng độ chúng, là mái nhà chung cho đồng bào Phật tử địa phương. Tuy rằng mấy năm gần đây không đến Khánh Long, nhưng chúng tôi cũng theo dõi báo cáo Phật sự hàng tháng của thị xã, thì thấy chùa Khánh Long cũng nằm trong sự quản lý tự viện của Ban trị sự Phật giáo thị xã. Thì Đại Đức trụ trì nơi đây cũng làm rất nhiều công tác từ thiện xã hội, mà đặc biệt chúng tôi ấn tượng là Đại Đức có cái tâm hướng về cái giới trẻ, mở những lớp võ, những lớp vi tính, nói chung rất nhiều cái chương trình để thu hút giới trẻ thường ngày và đặc biệt là mùa hè, để chúng ta kiến tạo một cái đội ngũ kế thừa, gọi là hậu lai đó, hộ trì Tam Bảo. Điều này rất là tốt và tăng chúng ngày một cũng khá đông. Hôm nay nhân pháp hội xin thay mặt giáo hội một lần nữa tán thán cái tâm hạnh, cái thệ nguyện của Đại Đức trụ trì. Mong sao điều đó mãi mãi được phát triển, thiền môn nơi đây ngày một hưng thịnh hơn. Kính bạch chư tôn đức chứng minh và kính thưa quý vị, có lẽ rằng pháp hội Vu Lan, thủy chung của pháp hội là một lễ hội nêu bật công đức sanh thành nghĩa ân hiếu đạo mà Đức Phật của chúng ta ngày thường dạy. Là đệ tử của Đức Phật thì bao giờ cũng phải luôn nhớ và báo đáp bốn ơn. Thưa quý vị, từ mùa Vu Lan mùng 1 tháng 7 tới ngày hôm nay, Ban trị sự đã chỉ đạo Phật giáo các huyện thị thành cũng như các chùa có đạo tràng lớn đều nêu bật tinh thần thông điệp Vu Lan, đặc biệt là thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn đối với các gia đình chính sách, một trong những ân mà Đức Phật cũng đã dạy chúng ta luôn tri ân, chia sẻ nhà tình thương. Và nhân những buổi lễ như thế này, báo với quý vị là Phật giáo Tiền Giang làm rất tốt. Nhân cái mùa Vu Lan, có thể nói tổng giá trị đến thời điểm này là lên tới tiền tỷ về công tác xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, cầu đường, nông thôn mới của tất cả các chùa trên địa bàn tỉnh nhà đều làm một cái rất tích cực. Điều đó Ban trị sự rất hoan hỷ, bởi vì chúng ta đã thể hiện được ơn đồng bào, đồng loại, ơn tổ quốc. Và ngày hôm nay về chùa Khánh Long, từ sáng giờ quý vị thấy nó ngập tràn cái niềm hiếu hạnh, đáng thương, đáng kính. Ai đó đã nói rằng dù bạn có trở thành một doanh nhân tuyệt vời trong xã hội, dù bạn là một nhà
tu sĩ với đức kim ưu, nhưng trên cuộc đời này nếu không còn có mẹ, chắc chắn sẽ thiếu đi, vắng đi một cái gì to tát nhất. Hôm nay nhân mùa hiếu hạnh không phải chỉ để dành riêng cho Phật tử, mà Phật tử xuất gia như quý thầy, quý cô đều thể hiện một cách trọn vẹn. Ngày xưa Đức Thế Tôn thành đạo, nhưng khi Tịnh Phạn qua đời là thân phụ đó, chính thân Đức Thế Tôn về hoàng cung tẩn liệm rồi đưa đi chôn, đi trà tỳ quả táng. Ngày hôm nay trong buổi lễ Vu Lan báo hiếu, thầy trụ trì cũng quỳ trước đại tăng, quỳ trước hình ảnh tôn kính của mẹ mình để nói lên lòng yêu kính và tri ân tha thiết nhất của một người con đối với mẹ. Thầy trụ trì đã thể hiện tinh thần hiếu đạo, và qua lời Vu Lan hoài niệm của Phật tử vừa dâng lên, chúng ta thấy những dần thơ ngọt ngào, những án văn mượt mà thể hiện tinh thần của cha, nghĩa ân của mẹ. Đủ chưa? Chắc hẳn là chưa đủ. Bởi vì có ai đó đã từng nói rằng, cho dù mượn không gian làm giấy, đại dương làm mực, cũng không thể nào tả hết công đức to lớn của hai đấng song thân, cha và mẹ. Ngày xưa có một buổi pháp đàm, Ngài A Nan mới bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, trên cuộc đời này cái gì to lớn nhất? Thì đấng điều ngự của chúng ta, Ngài mới dạy: trên thế gian này công ơn cha và mẹ là điều to lớn nhất. Quý Phật tử có lẽ đã ý thức được việc này. Không có ai qua chính bản thân của mình, tự thân của chúng ta mỗi người cảm nhận một cái đặc biệt về cha và mẹ của chúng ta, hy sinh như thế nào, chạy chân không bén đất ra sao, khi chúng ta bệnh phải khóc, phải buồn, phải đi vay, đi mượn, khi chúng ta cần tiền học tập, và có những đêm thao thức để mà dõi theo cái sự thành bại của con mình. Nhất là miền quê như thế này nè, những người mẹ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cực khổ gian truân với miếng giường, miếng ruộng ở miền quê, để chi? Để lo cho con mình khôn lớn trưởng thành, lo cho con cấp sách đến trường, dựng vợ gả chồng không thua kém. Người hồi nãy trong cái bài hoài niệm có nói đó, chỉ khi nào mẹ mất nằm trong quan tài mới thôi đi sự lo lắng, sự đùm bọc, sự chở che. Thế thì cứ mỗi lần đi dự mùa Vu Lan, quý vị nghe quý thầy nhắc nhở nè, nghe Phật tử dâng lời hoài niệm cũng nhắc nhở nè. Xin hỏi nhỏ quý vị, nghe nhiều nhắc nhở như vậy, chứ còn bây giờ quý vị có bao giờ nhìn lại mình đã làm cái gì cho cha và mẹ chưa? Chúng ta thử cân đong đo đếm cái sự lo lắng của mình cho cha và mẹ với sự lo lắng của mẹ, của cha cho mình. Ngày hôm nay mình làm được điều gì? Điều này là mỗi lần Vu Lan về quý vị phải nhớ đó, chứ không phải về đây để được cài lên những cái logo màu vàng thật đẹp, hay cài qua hồng, màu trắng, màu hồng. Nhưng mà chúng ta không có ý thức gì về lễ hội Vu Lan, và không động lại cho chúng ta một ý niệm gì mình phải làm như thế nào, phải sống ra sao để trọn vẹn với ý nghĩa Vu Lan. Điều này mới là quan trọng. Ai chưa làm được điều đó, chiều nay hãy về thăm mẹ, thăm ba ha? Là lo tùy phận giàu nghèo, mà lo cho mẹ, cho cha của mình. Khi áo quý vị còn cài đó hoa hồng,
nhắc nhở chúng ta còn mẹ còn cha, còn có điều kiện để báo đáp ân sanh thành dưỡng dục. Đừng có để phải giọt vắng giọt dài, khi ra thăm mẹ, nghe tiếng chuông chùa vang động, chúng ta nhớ đến ngày nào mẹ còn sống, rồi chúng ta phải tiếc nuối, phải đau buồn. Quý vị là những người Phật tử thì không bao giờ sống cuộc đời bất hiếu. Đừng bao giờ sống mà để cho các bậc thánh nhân chê trách. Mẹ cha nuôi con như biển hồ lai láng, còn đến khi chúng ta nuôi mẹ, nuôi ba thì tính tháng tính ngày. Anh nuôi mẹ một tuần, tôi nuôi mẹ một tuần, chia nhau vậy đó. Vì thế nên trong mùa Vu Lan là quý vị phải ý thức được việc chúng ta đã hiếu đạo với cha mẹ mình như thế nào, điều mới là quan trọng nhất. Còn nếu mẹ quý vị đã qua đời, cuộc đời này không còn có mẹ trong buổi lễ Vu Lan này, thì quý vị hãy lắng động thành kính nhất để cầu nguyện mười phương chư Phật tiếp độ cho hương linh mẹ mình sớm vãng sanh về miền cực lạc. Thôi thì thời gian không cho phép, nên thay mặt quý thầy, quý cô về dự lễ ngày hôm nay tại chùa Khánh Long, xin được một lần nữa trân trọng tán thán đại đức trụ trì, tăng chúng và Phật tử, và thay mặt quý thầy, quý cô trân trọng chuẩn nạp lễ phẩm thanh tịnh cúng dường, pháp y thanh tịnh cúng dường của hàng Phật tử, cầu nguyện cho quý vị sở cầu như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi quan hỷ chứng minh cho rồi, còn ban bố cho hàng Phật tử chúng con những lời pháp nhũ vàng ngọc. Chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tòa đạo tràng, thập phương tịnh đức tăng già tam bái. Thank you.